Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bardo Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về cách xử lý kẹt giấy của máy và cái cách lấy giấy ra sao cho cái tờ giấy mình có thể tận dụng lại được. Khi mà máy nó báo nó có sự cố kẹt giấy thì trên màn hình là các bạn sẽ nhìn trên màn hình trước. Các bạn sẽ thấy là trên đây là nó sẽ có báo kẹt ở cây B, cây C và cây D. Tức là ở trên màn hình các bạn sẽ thấy như thế này, hoặc là nó kẹt cái A nó sẽ hiện ở đây, hoặc là cái E cái F nó sẽ hiện ở dưới này. Thì do đó bây giờ chúng ta sẽ mở, các bạn khi đó các bạn sẽ mở cái nắp này ra ha. Khi mà kẹt giấy là các bạn sẽ mở cái nắp này ra này như thế này. Sau khi mở máy ra thì các bạn quan sát là coi thử là cái giấy á, là nó sẽ nằm ở vị trí này là chủ yếu này. Nếu mà thấy báo thì B, nếu mà thấy báo thì B, ở đây là nó B2, B2 thì nó ở đây là C, tức là nó báo B ở B và ở C, tức là nó kẹt, nó đặt giấy nó đang nằm ở bộ phận này, bộ phận này, hoặc là nó báo ở cái D thì máy nó nằm ở bộ phận sấy, hoặc là cái E thì nó nằm ở bộ phận ở dưới đây, bộ phận của khay đảo mạch, cái bộ phận đảo mạch. Thì khi đó là các bạn sẽ thấy như thế này. Đối với cái giấy A4 thì nó dễ dàng rồi, tức là khi A4 thì cái độ ngắn của nó rất là nó chỉ có nửa tờ A3 thôi, do đó là khi tờ giấy A4 thì chúng ta lấy ra rất là dễ, đúng không? Các bạn lấy ra chọn để lấy ra đây, rồi sau đó chúng ta bật lên. Còn đối với A3 thì nó sẽ dài hơn và nó sẽ khó lấy hơn. Với cái tình trạng là khi mà các bạn mà không có xử lý khéo, các bạn lấy ra luôn thì nó sẽ có trường hợp là dính cho vào trong cái phần này này. Đây, khi mà lấy giấy ra, các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn lấy ra luôn, lấy ra luôn thì nó sẽ dính ở đây. Các bạn đây là cái mấu chốt và cái chốt và để nó bật, nó giữ cái này này, và nó có tác dụng là khi mà cái máy gặp sự cố nó bật này ra, nó sẽ báo là kẹt giấy này. Do đó đối với A4 thì chúng ta dễ lấy rồi, cho nó tốc độ là ngắn, nhưng mà đối với A3 thì chúng ta sẽ làm sao. Các bạn sẽ lấy nè, đây nè, các bạn sẽ thấy không, các bạn dùng hai ngón tay các bạn kẹp đây, cái tờ giấy nó đang cuốn này nè, các bạn kẹp đối với tờ giấy A3 nha, các bạn kẹp, các bạn lôi cái tờ đầu tiên ra đây, lôi đầu tiên ra rồi các bạn mở lên. Khi mà các bạn lấy ra như thế này nè thì các bạn có thể tận dụng lại cái tờ giấy, nó không, tờ giấy nó không bị rách và nó sẽ tặng chúng ta sẽ tặng dụng được. Còn đối với các bạn á, mà lấy mà không khéo á, thì nó sẽ móc vào đây nè, nó sẽ gây rách cái tờ giấy luôn. Và ở đây nó có hai, khi mà kẹt kẹt lên đây á thì đối với A4 á, thì nó có khoảng 1 đến 2 tờ giấy trống chúng ta có thể tận dụng được. Còn đối với A3 thì có thể là 1 2 tờ giấy này nó đang là tờ giấy trống này, thì chúng ta sẽ lấy ra sao cho nó cẩn thận ở đây. Các bạn đưa ba ngón tay vào gì nè, các bạn lấy ra đây nè, các bạn đưa ba ngón tay vào, các bạn lấy ra nè, các bạn thấy không, chúng ta kẹp ba ngón tay lại, chúng ta rút từ từ ra thì chúng ta sẽ được hai tờ giấy trống, chúng ta sẽ tránh lãng phí giấy. Còn nếu mà các bạn rút vội ra, nếu các bạn rút vội ra thế này thì nó sẽ bị gây cái này, nó sẽ kẹp cho đây và nó sẽ gây ra tình trạng rách giấy. Cái này là khi mình, đây là mình xử lý ở cái nắp B, tức là bộ phận B, tức là bộ phận nắp đậy này. Sau khi xử lý xong bộ phận B thì chúng ta đậy nắp lại nha, đây. Chúng ta dùng cái tay chúng ta ấn vào. Sau khi xử lý chỗ bộ phận B xong, các bạn bật cái phần C nè, các bạn nắm cái tay nè, các bạn bật về phía này, các bạn bật về phía lô sấy, các bạn bật xuống. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái tờ giấy nó đang nằm đây nè, cái tờ giấy A3 nằm đây, tức là khi nó đang nằm đây thì nó đang nằm ở giữa C với lại B, tức là một đầu B, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lôi nó về sau được. Tại vì khi mà nó đã vô nữa, thứ lôi về sau rất là cứng. Còn thứ hai nữa, khi các bạn lôi về sau mà vô tình á, nó có thể là khi đó là cái lu lô với lại trục ép á, nó sẽ xoay ngược lại, nó xoay ngược lại có thể là nó sẽ cuốn luôn, có một số trường hợp đó nó sẽ cuốn luôn cái giấy, cái cuộn giấy lau dầu á, nó sẽ cuốn cái phần giấy lau dầu chúng ta ngược về lại đây, và nó sẽ gây tình trạng có thể là hư, hư cái một số cái nhông ở trong cái cuộn giấy lau dầu, do là nó bị xoay ngược. Do đó là khi ở tình huống này thì các bạn cứ bật cái tờ, bật cái khay C1 xuống và chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ xoay, bắt đầu chúng ta sẽ xoay xoay cái bộ phận D này, chúng ta xoay thì các bạn sẽ thấy, quan sát bên đây nè, các bạn sẽ thấy cái tờ giấy nó lên. Khi mà các bạn quan sát, các bạn nhìn vào trong đây, các bạn thấy tờ giấy nó vừa đi qua hết khay D á, thì chúng ta sẽ bật cái khay C lên và sau đó các bạn tiếp tục, các bạn quay, sau đó các bạn tiếp tục, các bạn quay thế này thì các bạn sẽ quan sát ở trong đây là các bạn sẽ thấy cái tờ giấy nó chạy xuống, nó chạy xuống cái khay đảo mặt, bộ phận đảo mặt, thì các bạn cứ quay quay hết ha, quay
quay, mà khi nào á, các bạn sẽ quan sát phía sau này nè. Đây, các bạn quay và khi mà quan sát ở phía sau đây, nó cái tờ giấy nó lui ra thế này, rồi các bạn sẽ kéo cái khay E2 ra. Đây, các bạn kéo cái khay E2 ra thì các bạn sẽ lấy cái tờ giấy ra. Tránh cái tình trạng mà trường hợp á. Đây, khi mà kẹt giấy á, mà các bạn lấy vào bội thì nó có sẽ hiện tượng thế này nè. Nhất là khi mà kẹt kéo ra, tức là cái giấy này nè, nó sẽ nằm như thế này. Khi các bạn mà kéo cái khay sấy này nè, cái bộ phận sấy này ra, nếu mà kẹt giấy các bạn khác vừa sấy, các bạn sẽ thấy hiện tượng thế này nè. Tức là cái giấy nó còn nằm nửa này nửa kia và nó sẽ bị rách như thế này ha. Và có thể là nó sẽ gây kẹt ở trong cái bộ phận giữa cái bộ phận ra, giữa cái bộ phận beo và cái bộ phận sấy này. Có thể là nửa tờ giấy nó sẽ nằm đó, các bạn sẽ lấy ra. Nên do đó cái cách các bạn sẽ thấy nó hiện tượng thế này ha. Còn đối với mà khi mà giấy nó kẹt, nó báo kẹt ở khay A thì các bạn sẽ nhìn vào là trong đây nè. Ở đây nó có phần A nè, các bạn sẽ nhấn vào. Bạn đẩy ra thì các bạn sẽ thấy cái đây nè. Đây, các bạn sẽ thấy cái tờ giấy nằm đó. Đúng chưa? Đó, các bạn thấy tờ giấy nằm đó, hoặc là đối với khay 3, khay A3, khay A2 hoặc là khay 1 thì nó sẽ nằm giấy ở khu này. Nếu mà nó kẹt khay A thì nằm ở giấy khu này. Do đó các bạn xử lý, các bạn lấy ra thôi. Các bạn kéo ra. À, các bạn kéo ra như thế. Một số cái lưu ý là khi các bạn chú ý cho mình là cái này nó hết sức quan trọng. Tức là khi mà các bạn kẹt giấy thế này, nó đang ví dụ như đang kẹt giấy ở khay bộ phận sấy đây. Thì khi mà cái giấy nó đang nằm nửa này thì các bạn tuyệt đối không được rút lui ra sao. Tại vì vừa nãy mình nói là khi rút lui ra sao, các bạn sẽ thấy là ở trên đây nó có cái cuộn dầu nó lao sạch cái lưu lô sấy, nó lao sạch cái lưu lô sấy. Thì khi mà mình rút ra nè, rút ra sao thì vô tình vừa lúc đôi khi nó sẽ kéo luôn nguyên cái cuộn dầu ra phía sau này, cậu ra phía sau. Thì trong cái cuộn dầu nó có tất cả các cái dòng xéo với nhau, có dòng xéo với nhau để nó xoay cuộn dầu. Thì khi mà mình kéo ra phía sau á, thì nó sẽ giống như là nó sẽ bị trật khớp và nó ngược khớp của nó. Do đó nó sẽ gây ra tình trạng là hư một số cái dòng như thế này. Do đó các bạn tuyệt đối là khi mà lấy cái kẹt giấy vào một phần sấy thì các bạn xoay ha. Xoay là các bạn lấy lên, bạn lấy tay nè, các bạn lấy lên. Rồi sau đó các bạn vuốt mấy đầu cò luôn, thẳng vuốt mấy đầu cò. Rồi các bạn một số và các bạn phải dựa ra. Còn đối với bộ phận của khu vực B và C thì khi mà các bạn muốn kéo khay E ra trong quá trình kẹt giấy, mà nó khi máy chạy mà nó bật cái này ra này, nó bật chỗ phần B ra thế này, thì khi các bạn kéo cái phần cái bộ phận C này, thì các bạn chú ý là khi mà trong khi máy nó báo gì đó, nó bật cái khay B ra, thì các bạn phải ngay lập tức các bạn đẩy khay B lên, đẩy cái nắp ép ở chỗ khay B lên, và các bạn mới kéo cái bộ phận khay E ra. Tại vì sao? Khi các bạn thấy như thế này nè, khi đối với khi mà khay E, khay F, khay E này, khi mà nó đẩy vào thì nó sẽ có cái bộ, đây gọi là cái xương cá, đây gọi là cái mang cá, thì nó sẽ dở là thế này nè. Nó dở là mục đích là để khi tờ giấy A3 nó đưa lên thì nó sẽ đỡ cái đầu giấy A3 nó đưa lên, nó sẽ không đụng vào trong đây nè, có khả năng nó không đụng vào trong đây, thì do đó nó sẽ đỡ như thế này. Thì khi A3 đỡ lên và nó kéo qua lại. À, còn nếu mà các bạn bật cái này xuống, khi bạn bật này xuống thì cái xương cá, cái mang cá nó còn dở lên, do đó khi bạn kéo ra nó sẽ mắc vào trong cái này và nó sẽ gãy gãy cái xương cá đó, gãy xương cá đó. Thì có thể là nếu mà gãy xương cá đó, có thể là các bạn xài bắn được, nhưng mà với một trường hợp là khi mà nó gãy hết hoàn toàn thì có thể là do nó không có đỡ được tờ giấy, có thể là do tờ giấy nó ra cái đầu nó đi thẳng luôn, nó không có đỡ được, do đó là nó sẽ cái lưu lô, cái cục mà lưu lô cuốn giấy để lay đảo mặt hai á, nó sẽ báo không được và nó sẽ gây ra tình trạng kẹt giấy. Do đó là các bạn cần chú ý hai cái điểm. À, thứ nhất là cái phần khu vực B, là cái chỗ nắp B này, và khu vực C. À, còn đối với kẹt giấy ở khay C1 này nè, chỗ khay này, khay C1, khay beo, thì bạn bật xuống. Thì một á, là cái giấy nó sẽ kẹt, nó nằm ở trên cái chỗ cái beo này. Hai là nó sẽ kẹt và nó sẽ có cái hiện tượng là nó bám sát trên rùm. À, khi mà cái tờ giấy mà nó bám sát trên rùm thì các bạn chú ý cái đoạn nhìn coi thử là cái đoạn nhìn vào là trong cái tờ giấy đó là cái cò, cái tờ giấy đó có dính trên cái cò rùm hay không. Nếu có một số trường hợp là khi mà đưa qua là cái tờ giấy nó dính, nó bị mắc kẹt trên cò rùm, nếu các bạn không biết bạn rút ra
thì nó sẽ bị gây hiện tượng gãy cò rụm. Do đó là ba cái chú ý các bạn hết sức lưu ý cho mình ở với vấn đề kẹt giấy. Đó là một số cái kinh nghiệm về cái cách xử lý kẹt giấy và một số cái chú ý mà mình muốn chia sẻ ở video này cho tất cả các bạn, và đặc biệt dành cho tất cả các bạn mới mà tiếp xúc với máy photo hoặc là đang mới trong quá trình sử dụng hoặc là mới mở tiệm photo, thì các bạn có thể có những cái kinh nghiệm về xử lý. Các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng theo dõi, và các bạn đừng quên bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video. Và khi và nếu mà kênh Badoo Official thì các bạn hãy cố gắng đăng ký kênh giúp mình và nhấn vào biểu tượng Badoo. Khi mà mình đăng ký đăng video mới lên thì bạn là có thể là nhận được thông báo và theo dõi video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Bye bye các bạn.